Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài định dạng nâng cao trong Microsoft Excel 2010. Trong bài học này, tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn tìm hiểu về định dạng theo điều kiện có sẵn và không có sẵn, thứ tự ưu tiên của định dạng có điều kiện và cách thay đổi định dạng theo điều kiện. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu định dạng theo điều kiện trong Microsoft Excel 2010. Định dạng theo điều kiện là công cụ cho phép bạn áp dụng định dạng cho một ô hay nhiều ô trong bảng tính. Excel sẽ tự động thay đổi định dạng tùy theo giá trị của ô hay giá trị của công thức. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về định dạng theo điều kiện có sẵn. Microsoft Excel cung cấp sẵn nhiều kiểu định dạng có điều kiện, giúp chúng ta dễ dàng định dạng dữ liệu theo các tiêu chí đánh giá mà không cần sử dụng các hàm rút tích hay lọc dữ liệu. Các kiểu định dạng có điều kiện trong Excel bao gồm kiểu đánh giá sàng lọc và kiểu đánh giá hiển thị mức độ. Kiểu đánh giá sàng lọc sẽ sàng lọc dữ liệu của bạn ngay trong bảng tính bằng cách làm nổi bật lên những ô đúng với điều kiện được chọn. Kiểu đánh giá hiển thị mức độ sẽ thêm vào hình ảnh thể hiện sự so sánh giá trị của các ô trong một bảng tính. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu đánh giá sàng lọc trong định dạng theo điều kiện. Trong kiểu này có hai nhóm là các quy tắc đánh dấu cho ô và các quy tắc đỉnh hoặc đáy cho ô. Đối với các quy tắc đánh dấu cho ô, Microsoft Excel cung cấp sẵn một số cụm từ so sánh cơ bản như so sánh bằng, so sánh giá trị trong ô lớn hơn giá trị so sánh giá trị trong ô nhỏ hơn giá trị so sánh, vân vân. Quy tắc đỉnh hoặc đáy cho ô là một quy tắc áp dụng một định dạng vào các ô xếp theo giá trị trên cùng hoặc dưới cùng. Excel cung cấp các lựa chọn như áp dụng định dạng cho 10 ô có giá trị lớn nhất, áp dụng định dạng cho 10% ô có giá trị lớn nhất, áp dụng định dạng cho 10 ô có giá trị nhỏ nhất, vân vân. Ví dụ, chúng ta có bảng danh sách đăng ký học lớp kỹ năng mềm như trên màn hình, gồm các cột, số thứ tự, họ và tên, trình độ, ngày sinh, nơi làm việc, kinh nghiệm và vị trí công tác. Để tô màu những ô của cột kinh nghiệm công tác lớn hơn 3 năm, chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn chọn vùng cần định dạng từ F5 đến F19. Sau đó chọn Home. Trong nhóm phong cách, bạn chọn mục định dạng theo điều kiện. Tiếp đó chọn các quy tắc đánh dấu cho ô. Ở đây hiển thị một số cụm từ so sánh như đã giới thiệu. Bây giờ chúng ta chọn lớn hơn. Trong hộp thoại lớn hơn, tại mục định dạng các ô lớn hơn, bạn nhập vào là 3. Ở đây ta thấy Excel cung cấp sẵn cho người dùng một số kiểu định dạng, như định dạng này màu đỏ nhạt và chữ màu đỏ đậm, định dạng này vàng nhạt và chữ vàng đậm, vân vân. Ở đây chúng ta chọn phần định dạng do người dùng thiết lập. Trong hộp thoại định dạng các ô, bạn chọn thẻ phông. Và trong mục kiểu phông, bạn chọn kiểu in đậm. Trong mục màu sắc, bạn chọn màu đỏ. Sau đó bạn chọn thẻ fill để định dạng màu nền. Ở đây chúng ta định dạng màu nền là màu xanh. Bạn nhấp chọn OK để hoàn tất việc định dạng. Như vậy ta thấy những ô có cột kinh nghiệm công tác lớn hơn 3 năm đã được định dạng theo yêu cầu. Như ta thấy, mặc định trên thực đơn định dạng có điều kiện của Microsoft Excel 2010 hiển thị một số kiểu. Nếu chúng ta muốn sử dụng một kiểu khác không hiển thị trên thực đơn, ví dụ như chúng ta muốn sử dụng kiểu giá trị trong ô lớn hơn hoặc bằng giá trị so sánh. Cụ thể ở đây, chúng ta muốn tô màu cho các ô của cột kinh nghiệm công tác lớn hơn hoặc bằng 3, thì chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn chọn vùng cần áp dụng định dạng theo điều kiện.
Ở đây, chúng ta chọn các ô từ F5 đến F19. Sau đó nhấp chọn mục định dạng theo điều kiện và chọn các quy tắc đánh dấu cho ô. Tiếp đến, bạn chọn thêm các quy tắc. Trong hộp thoại tạo mới quy tắc định dạng, bạn chọn cụm từ so sánh là lớn hơn hoặc bằng. Sau đó, bạn nhập giá trị làm điều kiện định dạng. Ở đây, chúng ta nhập giá trị là 3. Tiếp đến, bạn chọn mục định dạng. Trong hộp thoại định dạng các ô, bạn chọn thẻ phông. Trong mục kiểu phông, bạn chọn kiểu in đậm. Trong mục màu sắc, bạn chọn màu đỏ. Sau đó bạn chọn thẻ fill để tô màu nền. Ở đây chúng ta chọn màu nền là màu xanh. Bạn nhấp chọn OK để hoàn tất việc định dạng. Như vậy ta thấy những ô của cột kinh nghiệm công tác có giá trị lớn hơn hoặc bằng 3 đã được định dạng theo yêu cầu. Quay trở lại với bản danh sách đăng ký học lớp kỹ năng mềm. Yêu cầu biểu diễn kinh nghiệm làm việc thông qua kiểu đánh giá hiển thị mức độ. Chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn chọn vùng dữ liệu từ F5 đến F19. Sau đó chọn Home. Trong nhóm định dạng có điều kiện, bạn chọn kiểu đánh giá dữ liệu dạng thanh. Như chúng ta thấy, Excel cung cấp nhiều kiểu đánh giá dữ liệu dạng thanh. Bạn chọn một kiểu mà bạn thấy phù hợp. Kết quả ta thấy, kiểu đánh giá hiển thị mức độ dữ liệu dạng thanh đã được thêm vào dữ liệu như trên màn hình. Nếu chúng ta muốn sử dụng kiểu đánh giá hiển thị mức độ cho những người có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm, thì chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn chọn vùng dữ liệu từ F5 đến F19. Sau đó nhấp chọn Home. Trong nhóm phong cách, bạn chọn định dạng theo điều kiện. Tiếp đến, bạn chọn kiểu đánh giá hiển thị mức độ dữ liệu dạng thanh và chọn tạo thêm các quy tắc. Trong hộp thoại tạo mới quy tắc định dạng, tại mục kiểu định dạng, bạn giữ nguyên kiểu đánh giá hiển thị mức độ dữ liệu dạng thanh. Trong mục tối thiểu, tại mục kiểu, bạn chọn kiểu số. Lúc này thì chiều dài của kiểu dữ liệu dạng thanh sẽ phụ thuộc vào giá trị mà bạn nhập vào tại hộp giá trị bên dưới. Ở đây chúng ta nhập vào là 3. Tại mục định dạng dữ liệu dạng thanh, ở mục fill, bạn chọn điền này. Tại mục màu sắc, bạn chọn màu đỏ. Sau đó nhấp chọn OK để đóng các hộp thoại. Như vậy chúng ta thấy, chỉ những người có kinh nghiệm công tác trên 3 năm mới được áp dụng định dạng theo điều kiện đánh giá hiển thị mức độ. Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu thứ tự ưu tiên của định dạng theo điều kiện. Khi có nhiều định dạng theo điều kiện áp dụng cho cùng một vùng dữ liệu, thì các định dạng theo điều kiện sau sẽ có độ ưu tiên cao hơn các định dạng theo điều kiện được áp dụng trước đó. Quay trở lại với bản danh sách đăng ký học lớp kỹ năng mềm. Trong ví dụ trước, chúng ta đã thực hiện định dạng các ô của cột kinh nghiệm công tác có giá trị lớn hơn hoặc bằng 3 sẽ được định dạng in đậm, màu đỏ và nền màu xanh. Chúng ta xem đây là điều kiện 1. Điều kiện 2 yêu cầu chúng ta định dạng các ô của cột kinh nghiệm công tác có giá trị lớn hơn 4 thì sẽ được in đậm, in nghiêng và có màu vàng. Để thực hiện điều kiện 2, đầu tiên chúng ta chọn vùng dữ liệu từ F5 đến F19. Sau đó nhấp chọn Home. Trong nhóm phong cách, bạn chọn định dạng theo điều kiện. Sau đó chọn các quy tắc đánh dấu cho ô và chọn mục lớn hơn. Trong hộp thoại lớn hơn, bạn nhập vào 4. Sau đó chọn kiểu định dạng do người dùng thiết lập. Trong hộp thoại định dạng các ô, bạn chọn thẻ phông. Trong mục kiểu phông,
Bạn chọn kiểu yên đậm và yên nghiêng. Tại một màu sắc, bạn chọn màu vàng. Sau đó nhấp chọn OK để hoàn tất việc định dạng. Như vậy chúng ta thấy những ô có giá trị lớn hơn 4 trong vùng dữ liệu chọn đã được áp dụng chữ màu vàng, yên đậm và yên nghiêng. Chúng ta kiểm tra lại và thấy rằng các ô F6, F7 và F12 lớn hơn 3 và lớn hơn 4, nghĩa là đúng với hai điều kiện. Nhưng điều kiện 2 có mức ưu tiên cao hơn nên nó sẽ áp dụng điều kiện 2. Thưa quý vị và các bạn, ngoài một số định dạng theo điều kiện có sẵn mà Microsoft Excel cung cấp, thì chúng ta có thể tạo ra các định dạng theo điều kiện cho mục đích sử dụng cụ thể nào đó. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng công thức làm điều kiện trong định dạng theo điều kiện. Với bảng danh sách đăng ký học lớp kỹ năng mềm, để tô màu nền cách dòng cho bảng tính, chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn chọn toàn bộ bảng tính. Sau đó nhấp chọn Home. Trong nhóm phong cách, bạn chọn định dạng theo điều kiện. Sau đó chọn tạo quy tắc mới. Tại mục chọn một kiểu quy tắc, bạn chọn sử dụng một công thức để xác định các ô được định dạng. Sau đó soạn thảo công thức bằng mod mở ngoặc round mở ngoặc đóng ngoặc phẩy 2 đóng ngoặc. Trong đó hàm round dùng để xác định số thứ tự trong Excel, còn hàm mod trong công thức này dùng để xác định phần dư trong phép chia giữa số thứ tự hàng cho 2. Như vậy, những hàng có số thứ tự lẻ khi chia cho 2 sẽ nhận được số dư là 1 và sẽ được định dạng tô màu nền. Tiếp đến, bạn chọn mục định dạng. Trong hộp thoại định dạng các ô, bạn chọn thẻ fill và chọn màu nền là màu xám. Nhấp chọn OK để hoàn tất việc định dạng. Như vậy ta thấy bảng tính đã được tô màu nền cách dòng như yêu cầu. Trong thực tế, chúng ta thường gặp những trường hợp yêu cầu định dạng trên bảng tính như tô màu các ngày lễ, tô màu các nhân viên có ngày sinh nhật trong tháng, vân vân. Nói chung là định dạng dữ liệu theo điều kiện phụ thuộc vào ngày giờ. Để giải quyết những yêu cầu trên, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng kiểu dữ liệu ngày giờ trong định dạng theo điều kiện. Trở lại với bảng danh sách đăng ký học lớp kỹ năng mềm. Để tô màu cho những người có ngày sinh trong tháng, cụ thể là tháng 5, chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn chọn vùng dữ liệu cần kiểm tra để tô màu. Ở đây, chúng ta chọn các ô từ A5 đến R19. Sau đó nhấp chọn Home. Trong nhóm phong cách, bạn chọn định dạng theo điều kiện. Sau đó chọn mục tạo quy tắc mới. Trong hộp thoại tạo quy tắc mới, tại mục chọn một kiểu quy tắc, bạn nhấp chọn sử dụng một công thức để xác định các ô được định dạng. Sau đó bạn soạn thảo công thức bằng mơn mở ngoặc $D5 đóng ngoặc bằng mơn mở ngoặc today mở ngoặc đóng ngoặc đóng ngoặc. Để so sánh các tháng ở cột D với tháng ở thời điểm hiện tại, nhấp chọn mục định dạng. Trong hộp thoại định dạng các ô, bạn chọn thẻ fill và chọn màu nền là màu xanh. Nhấn OK để bắt đầu áp dụng định dạng theo điều kiện cho các ô trong vùng đang chọn. Như vậy ta thấy những người có ngày sinh trong tháng 5 đã được tô màu nền là màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành sử dụng kiểu dữ liệu dạng văn bản trong định dạng theo điều kiện. Với bảng danh sách đăng ký học lớp kỹ năng mềm như trên màn hình, yêu cầu tô màu những thành viên của lớp có vị trí công tác là QA
Chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn chọn vùng dữ liệu từ A5 đến R19. Sau đó nhấp chọn Home. Trong nhóm phong cách, bạn chọn định dạng theo điều kiện và chọn tạo quy tắc mới. Trong hộp thoại, tạo mới quy tắc định dạng. Tại mục, chọn một kiểu quy tắc. Bạn nhấp chọn, sử dụng một công thức để xác định các ô được định dạng. Sau đó soạn thảo công thức bằng $R5 bằng nháy đôi QA nháy đôi để so sánh cột R với chuỗi QA. Nhấn vào nút định dạng, chọn thẻ fill và chọn màu này là màu cam. Sau đó bạn nhấp chọn OK để bắt đầu áp dụng định dạng theo điều kiện cho các ô trong vùng đang chọn. Như vậy ta thấy những thành viên của lớp có vị trí công tác là QA đã được tô màu nền là màu cam. Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu thay đổi định dạng có điều kiện. Nếu chúng ta muốn thay đổi thiết lập màu nền cho những thành viên có vị trí công tác là QA, đầu tiên, bạn chọn vùng dữ liệu mà chúng ta đã thiết lập định dạng có điều kiện trước đó. Sau đó nhấp chọn Home. Trong nhóm phong cách, bạn chọn định dạng theo điều kiện và chọn quản lý các quy tắc. Trong hộp thoại, quản lý các quy tắc định dạng có điều kiện, bạn chọn định dạng mà chúng ta đã thiết lập trước đó. Sau đó nhấn vào nút chỉnh sửa quy tắc. Trong hộp thoại, chỉnh sửa quy tắc định dạng, bạn nhấn vào nút định dạng. Bây giờ chúng ta chọn lại màu này là màu hồng. Nhấp chọn OK để hoàn tất việc chỉnh sửa định dạng. Lúc này ta thấy màu này của những thành viên có vị trí công tác là QA đã được chuyển sang màu hồng thay vì màu cam trước đó. Nếu chúng ta muốn xóa đi định dạng tô màu nền cho những thành viên có vị trí công tác là QA, bạn làm như sau. Đầu tiên, bạn chọn vùng mà chúng ta đã thiết lập định dạng có điều kiện trước đó. Sau đó nhấp chọn Home. Trong nhóm phong cách, bạn chọn định dạng theo điều kiện. Sau đó chọn quản lý các quy tắc. Tiếp đến, bạn chọn định dạng mà chúng ta đã thiết lập trước đó. Bạn nhấn vào nút xóa quy tắc. Sau đó nhấp chọn nút áp dụng và nhấp chọn OK để xóa định dạng. Như vậy ta thấy định dạng tô màu này cho những thành viên có vị trí công tác là QA đã được xóa. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta vừa kết thúc bài học định dạng nâng cao trong Microsoft Excel 2010. Trong bài học này, tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn tìm hiểu về định dạng theo điều kiện có sẵn và không có sẵn, thứ tự ưu tiên của định dạng có điều kiện và cách thay đổi định dạng theo điều kiện. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những bài học sau. Câu hỏi cho bài học kỳ này như sau. Một trong những cái tên của kiểu định dạng có điều kiện là A. Chart, B. Database. Quý vị trả lời câu hỏi bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp ST, cách X, cách Y. Trong đó X là phương án đúng, Y là số người dự đoán đúng vừa gửi về số 8312 để nhận phần quà trị giá 300.000 đồng và suất học bổng 2 triệu đồng từ Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Softest.Test hoặc Softest Arena. Lưu ý tổng đài tin nhắn sẽ mở đến 16 giờ ngày hôm sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia chương trình.